Suất ăn của học sinh cấp 3 bị vạch trần khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng, trẻ phải ăn thế này hàng năm trời sao? Vừa qua, cộng đồng mạng Trung Quốc đã vô cùng phẫn nộ trước vụ việc xảy ra tại trường trung học số 2 nằm trong thành phố Khai Nguyên, Thiết Lĩnh. Theo đó, những hình ảnh về bữa trưa sơ sài, thiếu chất đến mức báo động của học sinh cấp 3 được đăng tải trên các trang mạng xã hội. Dễ dàng nhận thấy, bữa ăn này chỉ bao gồm một ít cơm và những món phụ toàn nước, không thấy bóng dáng của thịt cá hay là rau củ. Một số nguồn tin cho biết, bữa ăn này có giá 10 nhân dân tệ, khoảng 35.000 Việt Nam đồng. Tuy mức giá này không hề cao, nhưng so với chất lượng thực tế, nó hoàn toàn không xứng đáng. Chưa bàn đến hương vị, suất ăn này không những ít mà còn được đánh giá là không đủ chất dinh dưỡng cho trẻ học tập một ngày dài. Trước những hình ảnh vạch trần suất ăn nói trên, vô vàn phụ huynh đã bày tỏ sự bất bình của mình dưới phần bình luận. Được biết, đơn vị cung cấp suất ăn này phân phối bữa trưa cho hầu hết các trường học tại thành phố Khai Nguyên. Lý do họ sốt ruột như vậy là bởi vì học sinh không được mang theo điện thoại di động đến trường nên không thể chụp ảnh. Những hình ảnh rò rỉ này là nhờ một em học sinh mang điện thoại trái phép chụp được. Học sinh này ngay sau đó đã bị kỷ luật, nhưng cũng từ đó đã giúp phụ huynh phát hiện được sự thật đau lòng mà con mình phải chịu đựng mỗi ngày.